Hello anh em nha, anh chị em nha. Xin chúc anh chị em một ngày tốt lành ha. Đây có cái bông vi điệp, gọi là vi điệp phát tài ấy, mọi người. Lá sọc ha, lá biên á. Ra hoa đẹp quá. Mời mọi người ngắm nha. Đó. Nó quá trời hoa hết. Đỏ mà đỏ mũi đậm em mắt đậm rất là đẹp. Lá sọc quá cả nhà, này có bị chỗ nó lá sọc này. Tôi chờ cái hoa này nó ra như thế nào, hôm nay ra được như vậy mừng. Đẹp đó. Đẹp không anh em? Mọi người ngắm hoa này, vườn em này hoa quá trời luôn. Hoa tím, hoa trắng, hoa bệt. Chờ cái năm cánh trắng mà chưa có ra. Chắc vài bữa nó có mọi người. Vừa cây rồi cây thân lên quá trời luôn. Này phát tài mọi người ha. Xin mời mọi người ngắm hoa thôi ha. Lâu quá em cũng không có làm về cái việc chia sẻ trồng lâu quá, em không có trồng nữa. Chỉ giờ chỉ tưới nước thôi. Nhiều lắm rồi mọi người. Mời anh chị em ngắm hoa ha. Anh chị em nào có thấy đẹp muốn liên hệ chia sẻ cây thì cứ liên hệ ha. Đẹp không? Để em đứng lên luôn. Ngồi mệt quá. Đó, mọi người thấy đẹp không? Yêu thương của em là chỗ này, hoa nhiều lắm. Tại vì thấp có cái ghế ngồi dễ. Ok ha, em xin cảm ơn mọi người ha.